最高。或者另有高处比天高。在世间，自有山比此山更高。但内心找不到比你高。Rất là nhuyễn và điệu múa rất là vững chắc.
Các em bé mới 5 tuổi thôi quý vị. Và đây là cái thế đau của bên Thiếu Lâm Tự. Và đây là cái loài đoạn tôn có nói dây để đi mà quý vị từng hay thấy Lý Tiểu Long đánh. Cái loại đoạn côn liên khúc này có rất là lợi, khi nào cần ngắn thì thu ngắn mà khi nào cần dài thì nó sẽ tung ra dài như một cái thanh côn. Và nó đặc biệt là nó làm như một cái loại nhuyễn kim có thể đánh định từ xa. Đây là một thế quyền ở trong A Hán quyền, mục đích để tập luyện cơ thể để khỏe mạnh, để cho chư tăng có thể tu học với một cái thân hình cường tráng, đồng thời cũng để bảo vệ thiền phong. Hoàn thành, trồng hoa yêu sáng cô.